Thanh Huy à, vừa rồi thì Thanh Huy có một chuyến công tác đi Đam Rông, chắc chắn là Thanh Huy đã có rất là nhiều trải nghiệm thú vị đúng không? Nhân đây thì Thanh Huy có thể kể cho Xuân Long cũng như quý vị khán giả được biết một số câu chuyện vui về vùng đất này được không? À, chuyện vui thì cũng có nhiều, nhưng hôm nay thì Thanh Huy sẽ đem đến cho Xuân Long cũng như là các bạn một câu chuyện về một tấm gương hết lòng vì cộng đồng, vì xã hội ở một vùng đất còn nhiều khó khăn. Trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương, có thể nói đường giao thông hoàn thiện đến đâu, bộ mặt nông thôn vùng sâu thay đổi đến đó. Việc huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn là một việc làm thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ. Điều này thể hiện rõ qua việc ngày càng có nhiều tấm gương tập thể cá nhân điển hình, tự nguyện hiến đất, đóng góp thêm kinh phí, vật liệu xây dựng, gương mẫu đi đầu, vận động người dân khắc phục khó khăn, thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Và một trong số đó là ông Lê Văn Hùng, tại thôn 2 xã Romen, huyện Đam Rông, một người tích cực hiến đất và vận động người dân hiến đất làm đường. Trong công tác là mình là cán bộ ở trong người địa phương đại diện cho cái thôn đây thì mình trước mắt là mình hiến đất trước để mình làm cái mẫu cho tức là bà con nhân dân tức là noi gương theo. Trên tinh thần là coi như hiến đất là hiến chiều dài là trên 50 mét và chiều sâu là coi như vào là 3 mét. Còn công thì mình chỉ là đóng góp công trên tinh thần là coi như để cùng với bà con là mình hiến công trên nhà nước là xây dựng về vấn đề là cho vật liệu, còn công thì coi như dân ở đây là coi như tự tức là bỏ công ra để làm. Căn nhà nhỏ này là nơi vợ chồng ông Lê Văn Hùng sinh sống. Chẳng có gì quý giá ngoài gần chục tấm bằng khen được treo quanh nhà. Đó là những thành quả mà ông đã tâm nguyện thực hiện trong hơn 5 năm qua và được nhà nước công nhận. Với ông, cuộc sống cũng tạm ổn qua ngày cùng vườn cà phê, nhưng tấm lòng sống vì cộng đồng luôn hiện hữu trong con người ông. Làm việc có ích cho xã hội, cho mọi người là niềm vui sống của ông, dù chỉ là góp một ít công sức nhỏ nhoi cho đời. Có con đường mình thấy cũng phấn khởi, đi ra đi vô, thì có con đường mình đi tới đi lui nó cũng dễ. Mặc dù nguồn kinh phí được phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng năm còn khá hạn chế, nhưng cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại nơi có tuyến đường đi qua tình nguyện hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động. Trong thời gian vừa qua thì tổng số hộ tham gia là có 33 hộ, với tổng số tiền là được nhân dân đóng góp đó là trên 40 triệu qua hai đợt thu, cũng như là vận động hơn 200 công để cùng với nhà nước làm cái tuyến đường này. Thì ở đây thì cũng là với địa phương cũng là nằm trong vùng 30A của chính phủ thì điều kiện của địa phương đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn rất là khó khăn. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới là cũng mong là cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các cấp là tiếp tục tạo điều kiện quan tâm cho địa phương để có cái nguồn vốn mà tiếp tục là cái nhân rộng cái mô hình là xây dựng đường làng ngõ xóm sang sạch đẹp năm trên năm thôn. Việc thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn như một đòn bẩy góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải thiện môi trường sống và từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.